Em chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em sẽ quay sơn cái chậu an tròn mét mốt với cái kết hợp với cái đôn mới ra anh chị ha. Cái đôn này là đôn cao 30, mặt 70 anh chị. Sử dụng cho an tròn mét mốt này thành 3 thớt cho nó lùn xuống nè, cho mình khiêng lên đôn nó dễ. Thay vì nó có cái đôn cao của mét 2 khi xài ké đó thì anh chị xài đôn đó cũng được, hoặc là xài đôn mới này cũng được. Đôn mới này thì nó thấp hơn, mình khiêng cái chậu này nặng á, để lên nó ok hơn. Đó, thì luôn cái đôn này lên cái chậu đó là nó cao tầm khoảng 70 bảy mấy anh chị. Cái đôn này xài được cho tròn mét 2 được luôn anh chị. Tròn 8 an tròn 89 được luôn. An tròn 89 thì nó cũng xài ké cái đôn thấp ở giữa nè, nó thớt giữa đó. Thì xài chung được hết, xài ké được hết. Thì giờ mình sơn nó sơn cơ bản thôi. Giả đá rồi phối nền trong rồi nhũ vàng rồi thôi. Cái đôn này về mấy anh chị coi mình có thể để được chậu nào mình để, tại cái lỗ nó ở trong nó hơi lớn ha. Lỗ trong hơi lớn. Mình đổ đặt thì nó nặng. Cái đôn này thì hai người khiêng được. Còn cái đôn tròn mét 2 á, đôn cao kia thì phải 3 4 người mới khiêng nổi. Rồi thổi bụi sạch sẽ anh chị ha, vệ sinh lấy nhám xử lý ba vía rồi miệng chậu đồ kỹ càng sạch sẽ hết. Rồi mình sơn cho nó lớp lót kháng kiềm lên mấy anh chị. Lớp sơn lót kháng kiềm ha, màu trắng. Sơn ok cho nó bền màu với lại nó chống thấm rồi tốt hơn anh chị ơi. Lớp này mấy anh đi một lớp lắp hết là được ha. Mấy chỗ nào mà nó rổ á, nó hút sơn á thì mấy anh dặm sơ sơ lại. Nên đi thêm lớp lót kháng kiềm á. Nó sẽ đỡ hao cái sơn nền của mình hơn. Cái sơn kháng kiềm này thì nó 90.000 kg mà nó sơn đỡ hao hơn cái xíu nữa mình sơn màu á, nó đỡ bị hút hơn, nó đỡ bị hao màu hơn. Với lại mấy anh không lót mấy anh sơn nó hay bị lệch màu lắm, màu lên nó không có đẹp, nó không có bền. Đó, nó mấy chỗ rổ rổ nó hút hết thì dặm lại. Có lớp lót thì nó tốt hơn thôi mấy anh. Thật sự thì không lót á, mấy anh vệ sinh kỹ, mấy anh sơn màu lên cũng được. Nhưng mà nó hút, nó lệch màu, hoặc là nó hao lắm. Lót thêm lớp nó tốt hơn thôi. Rồi giờ mình sơn nền giả đá nó mấy anh ha. Thì mấy anh chọn mấy tông màu xám là được. Tông tí đang xài là màu xám khói mấy anh. Chậu này cũng hơi rổ nên sơn giả đá khắc phục một số nhược điểm đó mấy anh. Khắc phục mấy cái rổ của nó. Mấy cái dạng này mấy anh sơn giả đồng nó cũng đẹp lắm. Mà giả đồng hay giả đá vậy em cũng hay làm bên kênh nhiều lắm. Mấy anh cứ coi lại mấy clip cũ là có hết. Mấy anh sơn nền xong thì mấy anh để khô, mấy anh tạo hạt trắng hạt đen lên thôi. Thì mấy công đoạn đó em rút ngắn thôi, rút gọn thôi. Chủ yếu cho mấy anh biết cái màu sơn nền này là màu gì thôi. Màu sơn nền là màu xám khói, nó tên là màu xám khói mấy anh ha. Nó xám nó hơi ngã ánh vàng vàng xíu. Nó sáng sáng lật lật mấy anh. Xong mấy anh đợi khô, mấy anh lấy màu đen, mấy anh tạo cái hạt đá nhỏ nhỏ tròn tròn lên, rồi tạo hạt màu trắng á, tạo hạt lên là nó ra giả đá dạng hạt á. Rồi nền trong đó mấy anh thích tô màu gì tô, nền hoa văn á, xíu nữa lấy bằng nắng tô vô đó nha, xíu lấy bằng nắng tô vô cái nền đó. Rồi, mấy cái hoa văn khi cái sơn nhũ vàng bình thường thôi, sơn luôn cái nhũ vàng với hoa văn đôn luôn cho mấy anh coi. Rồi, tí nó bắn hạt đá xong mấy anh, xong rồi sơn cái nền ở trong luôn rồi. Thì tí nó sơn màu vàng nắng á mấy anh. Chơi màu này cho nó tươi cho nó sáng. Lâu lâu đổi qua màu này cho mấy anh coi cho biết. Màu này là màu vàng nắng. Mà màu này nó hơi khó sơn mấy anh. Sơn hai ba nước nó mới lên màu nổi. Còn vàng nắng này cái màu nó càng tươi á, độ phủ nó càng thấp. Nó hoa văn ở dưới cái đôn là hoa văn cái gì đó thôi, chạy qua thôi, sơn nhũ vàng lên xíu thôi. Rồi giờ sơn nhũ vàng vô cái khung cây trúc con rồng lụm.
này quên nữa anh, đúng lý cái màu vàng nắng lấy nền đó thì sơn 3D đồ mấy màu khác thì đẹp hơn, nó nổi hơn. Quên sơn nhũ vàng vô cái màu vàng này nó không nổi mà anh ha. Không lên màu nhũ vàng nổi. Thôi lấy màu nhũ đồng đỏ sơn đại với anh coi hoa văn thôi ha. Em quên mất cái vụ đó đi. Thôi kệ. Ở dưới nhũ vàng, xung quanh nhũ vàng cũng được, chơi cái mỗi cái khung nó nhũ đồng đỏ là không được. Còn nếu mà anh muốn đồng bộ mà anh lấy nhũ đồng đỏ mà anh sơn dưới cũng được nè, hoa văn đồ dưới cũng được. Rồi kể đi mấy anh ơi, sơn chủ yếu lên phối phối lên coi hoa văn thôi. Hay là kêu một tí nó sơn nhũ đồng đỏ dưới luôn cho mấy anh coi, hay sơn nhũ đồng đỏ luôn đi cho đồng bộ luôn mấy anh ha, cho dễ nhìn. Nó mới có sơn còn nước chân nè, sơn nước thứ hai cũng dễ lắm, với lại màu nhũ đồng đỏ này cũng dễ lên lắm mấy anh ơi. Nhìn cũng được mấy anh ơi, nhưng mà cái con rồng một tí nó sơn nó hơi lem nhem nha, xíu nó chỉnh chỉnh lại là ok rồi mấy anh. Nó hơi lem nhem, nó không có đều mấy anh, chưa đều. Chỉ còn cái bông dưới là nó đi lớp nhũ vàng, nó đi cái lấp hết rồi. Còn mấy chỗ hơi vàng vàng kìa, đi còn sót. Màu nhũ đỏ này sơn cũng được mấy anh. Rồi tô xong hết rồi mấy anh. Bây giờ mình phủ cho nó một lớp keo bóng nước nữa mấy anh. Nó bóng hơn mấy anh. Phủ cho nó bóng hơn. Keo bóng nước thì nó sẽ bóng lên được chút đỉnh nữa mấy anh. Lại nó sẽ trơn cái bề mặt chậu mình đó mấy anh, sau này nó đỡ bám rong rêu đất cát, mình dễ vệ sinh. Cái đôn này sơn xong nhìn cũng đẹp đó mấy anh, khá là đẹp á, hợp lý, nhìn hợp lý cho cái chậu này, vừa phải thôi, không quá cao. Mấy anh nào mà chơi mấy cái bonsai mà dạng cao quá đó thì xài cái này được, nó đứng ngang ngang tầm ngang ngang bụng á, mình cắt tỉa đều dễ. Còn muốn cao hẳn luôn thì xài đôn kia. Rồi, ok phủ xong mấy anh, nó khô thì nó trong lại và nó bóng hơn xíu mấy anh ha, nó ánh ánh lên đó mấy anh thấy đó. Góc nghiêng á. Thì cái này chắc khỏi xoay mấy anh, nó cũng khá là nặng. Thì hoa văn nó chỉ cái đôn nó cũng đơn giản, hoa văn nó chạy dọc thôi. Còn cái an tròn 1m1 với cái đôn lùn thì em kê hoa văn cho nó thẳng hàng hết rồi. Đó, cho mấy anh nhìn dễ rồi. Đây, nhìn từ trên xuống ha. Đấy, nhìn từ trên xuống nè. Con này là nhìn thẳng ngang mặt nè, chính diện nè. Khá là đẹp lắm anh, cái đôn này cũng đẹp. Rồi, anh nào mà cần mua sơn hay mua khuôn đúc chậu thì vui lòng liên hệ hay số điện thoại màn hình giúp em ha. Cảm ơn chị cô chú đã theo dõi video này của em nha.